Điều ước của vua Midas. Có lần thần Dionysos hiện ra, cho vua Midas được ước một điều. Midas vốn tham lam nên nói ngay: "Xin thần cho mọi vật tôi chạm đến đều hóa thành vàng." Thần Dionysos mỉm cười ưng thuận. Vua Midas thử bẻ một cành sồi, cành đó liền biến thành vàng. Vua ngắt một quả táo cũng thành vàng nốt. Tưởng không có ai trên đời sung sướng hơn thế nữa. Bọn đầy tớ dọn thức ăn cho Midas, nhà vua sung sướng ngồi vào bàn. Và lúc đó ông mới biết mình đã xin một điều ước khủng khiếp. Các thức ăn, thức uống khi vua chạm tay vào đều biến thành vàng. Midas bụng đói cồn cào, chịu không nổi, liền chắp tay cầu khẩn: "Xin thần tha tội cho tôi, xin người lấy lại điều ước để cho tôi được sống." Thần Dionysos liền hiện ra và phán: "Nhà ngươi hãy đến sông Pacton, nhúng mình vào dòng nước, phép màu sẽ biến mất và nhà ngươi sẽ rửa sạch được lòng tham." Midas làm theo lời dạy của thần. Quả nhiên thoát khỏi cái quả tặng mà trước đây ông hằng mong ước. Lúc ấy nhà vua mới hiểu rằng hạnh phúc không thể xây dựng bằng ước muốn tham lam.